mời quý vị các bạn đến với trận chung kết đội rung đội ba nam. Chung kết chỉ có một nội dung giữa câu lạc bộ Hoàng Diệu gặp câu lạc bộ Công viên Lenin. Hai đội rời sân. Trận chung kết giữa hai câu lạc bộ Hoàng Diệu gặp Công viên Lenin. Đội Hoàng Diệu trong trang phục áo xanh quần xanh ở phía gần mảnh của bạn. Đội Công viên Lenin trong trang phục áo màu xanh lá cây, quần đen. Trên sân số 1 diễn ra trận chung kết nội dung đội ba nam. Công viên Lenin sẽ là một trận chung kết vô cùng kịch tính, căng thẳng và hấp dẫn. Một rất hay, pha biết cầu rất tốt của điểm cho Hoàng Diệu Ngọc Nân. Điểm cho Hoàng Diệu 1-0. Điểm cho Hoàng Diệu. Hai không. Đỡ cò. Điểm Công viên Lenin. 1-2. Pit vào ra ngoài. Điểm Công viên Lenin. 2-2. Tốt, đổi điểm cho Hoàng Diệu. 3-0. Phát vào ra ngoài, đổi điểm cho Công viên Lenin. 4-3. Đặt cầu tốt, đổi điểm cho Hoàng Diệu. 4-0. Đặt cầu tốt, đổi điểm của Bellini. 5-4. 6-4. Đổi điểm cho Hoàng Diệu. 5-6. Hãy
Điểm
12-11. Bít cầu tốt, đổi điểm cho Hoàng Diệu. Trận đấu tiếp tục. 13 đều. Bên này cơ mà, bên này phát cơ mà. Hoàng Diệu ăn điểm 13 đều. Trắng chạm lưới, đổi điểm của Villanin. 14-13.
biển của Lenin. Mười sáu, mười bốn. Bít cầu ra ngoài, điểm của Lenin. Ngoài nhiều. Mười bảy, mười bốn. Chỉ cần giao lưu rồi. Đấy là thành công. Điểm của Berlin. Mười tám, mười bốn. Bít cầu ra ngoài. Điểm của Berlin. 19, 14. Bít cầu ra ngoài. Điểm của Berlin. Điểm của trận đấu 20, 14. Như vậy sau trận chung kết, kết quả của giải vô địch đội Công viên Lenin nhì trong một vòng đấu đồng giải ba câu bộ Đông Sáng Bưởi và câu bộ Lê Thánh Tông. Xin chúc mừng các vận viên, chúc mừng câu lạc bộ Công viên Lenin đã giành chức vô địch ở giải đấu đá cầu phủi danh giá giải đá cầu Đông Sáng Bưởi nhân ngày lễ hội thể trung hiếu. Một lần nữa xin chúc mừng Công viên Lenin và thi đấu rất hoàn mỹ, chắc chắn và xứng đáng chức vô địch của đội.